Người đẹp nhân ái, hành trình của sự lan tỏa, truyền tải thông điệp nhân văn trên đấu trường nhan sắc với sứ mệnh gắn kết sẽ chia bằng tấm lòng nhân ái và sự chân thành. Bốn cô gái của người đẹp nhân ái Miss World Việt Nam 2023: Đào Thị Hiền, Mai Thị Hà Thu, Phạm Hương Anh, Đoàn Minh Thảo đã xuất sắc vượt qua vòng sơ khảo để bước tiếp vào vòng ghi hình dự án nhân ái Tiếp Lửa Yêu Thương. Trong cuộc sống chúng ta cần phải có lòng nhân ái, và điều này thì không chỉ được thể hiện bởi những dự án thiện nguyện có quy mô tầm cỡ mà nó còn được thể hiện qua những hành động nhỏ. Dự án mà em muốn hướng đến đó là giúp các trẻ em nghèo, các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được đến trường. Mong muốn rằng có thể tiếp lửa, ngọn lửa đam mê cho các em, cho các em thật là được nhiều cảm hứng cũng như là cho các em tự tin hơn. Em hy vọng là mình có khả năng trở thành một người có sức ảnh hưởng để lan tỏa thêm cái thông điệp, và mình có khả năng để giúp đỡ thêm cho nhiều người khác. Bốn thí sinh sẽ là những người tiếp nối hành trình vun đắp yêu thương đến với những mảnh đời cần sự giúp đỡ. Đây là dự án Người đẹp nhân ái mà chương trình Miss World Việt Nam 2023 đã giao cho bốn thí sinh bọn em. Khoa chạy thận nhân tạo Bệnh viện Nhi Đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 40 bệnh nhân nhí đang điều trị. Các em còn rất nhỏ, chỉ trong độ tuổi khoảng 5 đến 15 tuổi, còn quá non nớt mà đã phải gánh chịu bệnh tật suốt quãng thời gian đằng đẵng nhiều năm trời. Điều trị bệnh thận là một hành trình nhiều đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Do phải chạy thận liên tục nên hầu như các em không thể về quê mà phải thuê nhà trọ gần ngay sát bệnh viện. Điều mà các em cần nhất ngay lúc này chính là sự chia sẻ, hỗ trợ về mặt vật chất và cả tinh thần. Những gì mà chúng ta trao đi, dù nhiều hay ít, đều là những giá trị vô cùng to lớn đối với các bệnh nhi chạy thận. Đây là một dự án rất là thiết thực, và em nghĩ rằng các em bé chạy thận ở đây thì các em đều phải qua những quá trình rất đau đớn. Em luôn muốn làm nhiều nhất có thể, không chỉ dừng lại ở những thứ mà vật chất em trao, mà có thể làm một cái gì đó. Mà kể cả khi dự án em đã xong rồi, dự án em đã dừng rồi, nhưng mà những giá trị em trao đi, những cái đóng góp của em thì nó vẫn còn tồn mãi. Như hôm ở sơ khảo thì em nói là em muốn hướng đến các dự án liên quan đến giúp đỡ các trẻ em gặp khó khăn trong cuộc sống. Không những là em sẽ làm hết sức trong cái dự án này mà em có thể lan tỏa được những cái điều tốt đẹp như thế này tới nhiều người hơn, để có thể giúp đỡ được nhiều bệnh nhi chạy thận hơn. Bốn thí sinh chúng em sẽ chia thành hai nhóm. Đào Thị Hiền và Hương Anh sẽ vào khoa chạy thận nhân tạo Bệnh viện Nhi Đồng 2 để thăm các bé đang điều trị tại đây. Hai bạn còn lại là Minh Thảo và Hà Thu sẽ đến để tìm hiểu về hoàn cảnh sống của các bé tại những khu nhà trọ. Đây là khung cảnh bên trong phòng chạy thận nhân tạo, các em bệnh nhi đang được tiến hành lọc máu. Theo như em tìm hiểu thì quá trình lọc máu như thế này sẽ khiến các bé rất mệt mỏi. Chính vì vậy mà nhìn mặt các em rất là bơ phờ. Đây là đơn vị thận nhân tạo của Bệnh viện Nhi Đồng 2. Thì chúng tôi là những cái tuyến cuối cùng điều trị cho các bệnh nhân bị suy thận màng. Giai đoạn cuối rồi thì cái thận không có khả năng lọc được các độc chất để thải ra ngoài. Các chất độc nó sẽ ứ lại, thì chạy thận nhân tạo này sẽ giúp để loại bỏ các chất độc ra khỏi cơ thể. Chúng tôi phải tiến hành đưa máu của bệnh nhân qua một cái hệ thống, và đây là cái hệ thống dây dẫn rút máu từ trong cái mạch máu của bệnh nhân. Rút máu từ máu của bệnh nhân đi qua cái hệ thống dây dẫn và cái quả lọc. Và chúng tôi sẽ lọc qua cái hệ thống này, chúng tôi sẽ lọc để loại bỏ các chất độc ra ngoài cơ thể cho bệnh nhân. Chạy thận nhân tạo là một phương pháp để tiếp tục duy trì sự sống cho các bé, nên thành ra chúng tôi sẽ chạy cho đến khi nào mà các bé còn có thể chạy được. Quá trình này không thể ngưng được. Đây là một trong những bệnh nhi vừa chạy thận xong đi ra ngoài sảnh để tìm mẹ. Ngày nào cũng vậy, trong khi con nằm chạy thận bên trong phòng thì những người mẹ sẽ ngồi chờ đợi ở bên ngoài. Dạ, con chào các cô. Con chào cô. Dạ. Con ra ngồi cho đỡ mệt nha. Dạ. Cho con hỏi là các cô ở đây có phải là người nhà của các bé chạy thận không ạ? Dạ đúng rồi. Thì chắc là cho con giới thiệu một chút, con là Đào Hiền và con là Phạm Hương Anh ạ. Vâng, thì không biết là các bé là đã điều trị lâu chưa hả cô? Riêng với bé Duyên nhà chị á, thì là bị bẩm sinh, đã bị 14 năm nay rồi. Nhưng mà bé mới chạy thận 5 năm. Cái đó là suy thận mãn giai đoạn cuối, thì mình mới chạy, có thể là không cứu được nữa. Thế những cái trường hợp mà chạy cho đến mất thì thôi.
điều gì mà giúp các cô nghị lực như thế này được đến ngày hôm nay ạ? Thì nói chung là các con đã rơi vào cái hoàn cảnh bệnh này rồi. Dạ. Tất cả những người mẹ phải có nghị lực để vượt qua. Mình không biết trước được cái điều. Vâng. Thì khi mà chạy thận có bé chạy 3 ngày, 4 ngày trong một tuần, đương nhiên là người mẹ là phải mất một công ăn việc làm để đi theo con. Mỗi khi vô phòng chạy thận thấy cái con chích kim đau lắm. Cái kim nó rất là to, to hơn cái kim mà mình may đồ nữa. Mà to, mỗi khi mà đâm vô cái mạch máu của bé thì nó đau lắm. Những cái bé mà chạy nó ngứa ngáy hoặc nó nhức mỏi chân tay, nó khó chịu, nó mệt mỏi, nó bức rứt, bắt buộc là nó phải chấp nhận cái sự đau đớn đó. Con thấy rất là xúc động và cũng như là biết ơn khi có những người mẹ ở đây chăm sóc các em. Mình là người mẹ, mình phải chấp nhận để ôm lấy con, để cứu lấy con, chứ mình không thể là mình bỏ con được. Mình nhìn lại những cái đứa trẻ mà bên ngoài á, thì con mình nó quá thiệt thòi. Khi mà vui chơi cũng không được, học hành cũng không được, rồi muốn ăn uống thoải mái cũng không ăn được. Tại vì cái cơn bệnh thận này á, nó kiêng ăn đủ thứ hết. Ví dụ như mình ăn nhiều cũng không được nữa, tại vì nó không có đào thải ra được những cái chất độc đó. Rồi muốn uống nước hoặc là uống những cái mà nó sở thích như trà sữa hay là những cái gì đó, khi mà uống nước nhiều lên thì nó sẽ bị phù, nó phù cơ thể rồi nó sẽ bị suy tim, nó sẽ chèn dịch qua tim qua phổi thì nó sẽ đi luôn. Và bắt buộc mình phải kiêng cữ cho con để mình giữ cho con cái ngày tháng nó lâu dài hơn một xíu. Các cô ấy, những người mẹ của các em thì cũng đồng hành cùng với các em một cách rất là mạnh mẽ. Bọn con rất là xúc động với điều đấy. Và con mong là con chúc cho các cô và các bé là sẽ luôn nghị lực như bây giờ. Chị chào Ngọc Yến. Thế chạy thận ở đây thì em có đau không? Sao? Ngọc Yến mạnh mẽ lắm luôn ấy. Ngọc Yến cố lên nhá, có mẹ luôn ở bên giúp đỡ em. Ngọc Yến đã đến được đây là Ngọc Yến đã mạnh mẽ hơn bao nhiêu bạn khác ngoài kia rồi. Hồi mà chị còn tuổi Ngọc Yến là chị không có mạnh mẽ được như này đâu. Con có ước mơ gì không? Ước mơ để được hoạt bạn để đi về nhà, để đi học. À, được đi học à? Học à? Con có thích nhân vật nào không? Con thích công chúa hay là nàng tiên cá? Công chúa. Công chúa à? À, con muốn trở thành công chúa à? Dạ. Ngọc Yến thích trở thành Bạch Tuyết đúng không? Dạ. Vừa nãy chị còn nói chuyện Ngọc Yến, chị biết trong mắt chị là Ngọc Yến là một cô công chúa rồi. Thôi, mình dạy cho cô ôm một cái nhá. Cảm ơn. Cố lên Ngọc Yến nào, mai mốt làm Bạch Tuyết nhá. Dạ, cảm ơn. Nghị lực vượt qua tất cả. Cảm ơn. Dạ, cố gắng nhá. Em đã từng đi từ thiện rất là nhiều lần và gặp rất là nhiều mảnh đời khó khăn trong cuộc sống. Thế nhưng mà đây là lần đầu tiên mà em tới thăm các bệnh nhi chạy thận nhân tạo. Em cảm thấy là vô cùng xót xa bởi vì các bé đang ở cái độ tuổi mà hồn nhiên vô tư và đáng nhẽ là được đến trường. Thế nhưng mà bây giờ các bé lại phải chịu cơn đau về thể xác và tinh thần từng ngày, không được ăn uống bình thường và ăn xong phải hút ra và phải đâm những cái kim tiêm to vào tay. Thì khi mà em lắng nghe những điều đấy thì em không thể nào mà kìm được cái sự xúc động của mình. Ngay lúc này đây trong đầu em chỉ nghĩ là em mong muốn làm được nhiều nhất có thể cho các bé để phần nào bù đắp được những cái tổn thất về tinh thần và về thể chất cho các bé. Ừ, giỏi quá. Ừ. Tuổi bé và mẹ nha, lúc bé luôn mạnh mẽ. Người chị ạ. Dạ. Dạ, giúp chị luôn khỏe mạnh và cũng có như là nghị lực để giúp các em bé ạ. Tuy đây là một cuộc hành trình vô cùng ngắn ngủi,
Nhưng mà em cảm thấy rằng đâu đó ở trong em sẽ nhớ mãi những khoảnh khắc mà ánh mắt em chạm vào những người mẹ ở nơi đây, và cũng như là ánh mắt của những đứa trẻ. Trong ánh mắt đó nó thoát lên những sự hồn nhiên, sự ngây thơ, cũng như là dù những nụ cười các bé cố cười lên hay là các mẹ cố cười, em vẫn cảm nhận được sự khó khăn của các mẹ, sự bươn trải mà các mẹ đã cố gắng nghị lực mỗi ngày. Các em đã bị thu hẹp thế giới chỉ vọn vẹn trong 4 khung tường mà thôi, 4 khung tường ở bệnh viện. Nhưng mà em tin rằng tương lai các em, nếu mà các em cố gắng, các em cứ nghị lực như này, thì các em sẽ luôn luôn là những ngôi sao tỏa sáng. Khi các bé đến điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, nếu trong một cái thời gian dài thì nó sẽ có những cái vấn đề nó khó khăn về chi phí điều trị, cũng giống như là các vấn đề mà sinh hoạt phí. Thì chính vì vậy, ngay tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 thì phòng công tác xã hội luôn mỗi ngày đều có tiếp nhận những các trường hợp khó khăn từ các khu vực được gửi tới tại bệnh viện để điều trị các bệnh mãn tính như là bệnh ung thư, bệnh ghép tạng, hoặc là bệnh chạy thận nhân tạo, hoặc là những cái bệnh cần phải hồi sức cấp cứu. Nhân viên công tác xã hội sẽ liên hệ trực tiếp đến những gia đình có con em mà đang gặp khó khăn, tìm hiểu cái hoàn cảnh để đưa ra những cái kế hoạch để hỗ trợ giúp đỡ, và những cái kế hoạch đó nó luôn có sự đồng hành của các mạnh thường quân. Thông qua phòng công tác xã hội của Bệnh viện Nhi Đồng 2, chúng em tìm đến hoàn cảnh của bé Nhật, cũng là bệnh nhi tại khoa chạy thận nhân tạo. Đây là mẹ và anh hai của em Nhật. Còn em Nhật, do bệnh tình chuyển biến quá nặng nề, đã được đưa vào khu nội trú của bệnh viện. Vì vậy, tạm thời không thể được gặp em Nhật, chỉ có thể tìm đến gia đình của em. Qua tìm hiểu, mẹ của em Nhật là chị Thiện. Chị có đến 3 người con, nhưng cả 3 đều mang trong mình những chứng bệnh vô cùng là nặng nề. Kéo hoa trang lên nha. Kéo lên, kéo lên. Nắm tay mẹ lại nè. Dạ, con chào cô. Chào cô, con là Đào Hiền và Hương Anh. Cho phép bọn con ngồi nói chuyện với cô một chút ạ. Dạ. Cho con hỏi kỹ hơn về hoàn cảnh của ba em nhà cô. Anh hai thì bại não, còn chị gái là bị bú cổ, còn bé Nhật là bây giờ hội chứng tầng hư, mà giờ hàng tháng giờ không làm gì ra tiền. Như hồi năm ngoái là mẹ Nhật có đủ bánh kẹp, đủ bánh thử đi bán kiếm tiền, nhưng đợt này giờ qua nhà trọ xa, mẹ Nhật không làm cái gì hết, không làm được gì hết, để có tiền mua tả hàng tháng. Một tuần là bận lô tả làm 150, một trăm rưỡi một lô tả của nó. Bây giờ mẹ buôn bán thì cũng được, mẹ bán giấy số cũng không xong, bán số bị người ta giật cái chân, tính tiền không có được. Mẹ không biết chữ, bé Nhật nó tuy nó bực bội, nó gây khó, nhiều khi nó nóng nảy, nó hắng gáo, nhưng mà không có cực bằng anh này. Anh này thấy như vậy chứ mà cực hơn, tả rồi đi vệ sinh rồi ăn uống bất cứ cái gì là cũng phải mẹ hết đúc, chứ không có tự giác được. Nhưng mà nó bực bội cái là nó quánh mẹ luôn. Nó không cái gì mà nó không dự ý là nó quánh. Bao nhiêu tuổi rồi cô? Bé năm nay là 19 tuổi, sinh 2004 đó. Cuộc đời của mẹ thì không biết nói sao cho hết nữa, chỉ nước mắt tràn ra thôi. Chỉ cầu nguyện sao mà cho mẹ sức khỏe khỏe mạnh để mà chăm lo mấy đứa này cho nó nên ngực. Ngày ngày tháng tháng trôi qua thật mau, rồi con lớn lên theo từng ngày. Mẹ già đã yêu chẳng được như xưa, mà con như cánh chim rời xa. Một ngày nắng ta sống nghiêng màn đêm, cuốn tuổi thơ trôi đi thật xa. Khi em nói chuyện với mẹ Nhật thì em đã không thể nào mà kìm được nước mắt. Các mẹ ở đây yêu thương con vô điều kiện, và thực sự em thấy được điều đó trong ánh mắt của mẹ Nhật và đã chạm tới trái tim em. Miễn sao sống ngày nào thì mừng theo ngày đó thôi, chứ còn mà nghĩ tới tương lai nữa thì mình không có đủ mà can đảm thì suy nghĩ. Cảm ơn cô vì đã luôn cố gắng để có thể chăm lo cho ba em, và
chăm sóc cho ba em đến bây giờ. Cháu con nắm tay cô. Con cảm ơn cô nhiều. Con thấy là các em được có cô là niềm may mắn nhất cuộc đời. Bọn con cũng có một chút mong là có thể giúp đỡ cô được phần nào bớt gánh nặng và bớt khó khăn để có thể tiếp tục chăm sóc các bé. Cho cô cảm ơn. Dạ, con gửi cô. Dạ, con gửi cô. Mẹ Nhật là một người phụ nữ, có thể vẻ bề ngoài của mẹ Nhật trông rất là giản dị, gần gũi và bình dân. Thế nhưng mà em cảm nhận được rằng khi mà một người phụ nữ đã trải qua được những cái đau khổ và những cái thăng trầm như thế trong cuộc sống thì chắc chắn mẹ Nhật phải là một người phụ nữ rất là nghị lực và vô cùng mạnh mẽ. Hôm nay trong khi Đào Hiền và Hương Anh tới bệnh viện để thăm các bệnh nhi chạy thận, em và bạn Thu quyết định tới xóm trọ, nơi mà các bệnh nhi chạy thận đang sinh sống để tìm hiểu thêm về cuộc sống của các em tại nơi đây. Thì chúng em đã dậy từ rất sớm để đi chợ chuẩn bị một số đồ, ví dụ như trên tay em đang cầm cá, rau thịt cũng như các vật dụng cần thiết khác như là nước mắm, dầu ăn, bánh tráng. Và chúng em sẽ thực hiện một dự định nho nhỏ tại xóm trọ này. Trời ơi, xin lỗi bà nha, mãi đi mua đồ nên là đến muộn một tí. Không sao, mua đồ gì vậy? Mua một chút nhu yếu phẩm. Thì hôm nay mình và Minh Thảo đã có hẹn là đến thăm bé Trân, một bệnh nhi có hoàn cảnh khá là đặc biệt. Và bọn mình cũng đã chuẩn bị khá là nhiều đồ. Thì ngay sau đây hãy cùng chúng mình đến thăm và gặp gỡ Trân cùng với bà nội của Trân nha. Con chào bà ạ. Con chào bà. Con là Đoàn Minh Thảo và đây là bạn Mai Thị Hà Thu. Chúng con đến từ cuộc thi Miss World Việt Nam 2023. Hôm nay chúng con có thực hiện một hoạt động nhân ái trong khuôn khổ của cuộc thi ạ. Dạ dạ. Thì bọn con cũng có tìm hiểu và được biết về hoàn cảnh của hai bà cháu mình. Thì khi mà đến đây thì con cũng thấy không gian của cái phòng trọ này cũng khá là chật, là không biết là có được 3m² không, là chỉ có hai bà cháu thôi hay là còn thêm ai nữa không ạ? Ba bà cháu mà ở đây chắc không được 3m² quá à, mà giờ hai nhỏ thì nó đi làm rồi. Tức là còn một chị lớn nữa là chị đang đi làm. Nó còn nhỏ tuổi quá à, mấy cô cho nó quét sân sướng ở chỗ bệnh viện đó. Thì là chị của bé là bao nhiêu tuổi rồi bà? Nó 19 tuổi mà nó khờ dữ lắm, nó chả hiểu nói, nó không hiểu được cái gì hết trơn. Con thấy thì phòng trọ của mình khá chật hẹp và ở đây thì con thấy có một chiếc giường gấp mà ba bà cháu mình sống ở đây đúng không ạ? Vậy bà cho con hỏi là thế hôm những ngày bình thường thì mình ngủ ở sao hả bà? Ngủ thì bé Trân thì lúc nào nó cũng không có xuống đất được hết trơn, chỉ đi đâu thì có cái ghế bố theo. Còn ghế bố đó thì bà nằm đây, nhỏ kia nằm mà nó phải cái cửa nó phải hở ra chứ nó ngay giò không được. Con rút lại. Buổi tối mình ngủ thì chắc là mình phải mở hé cánh cửa này ra để mình có thể thoải mái duỗi chân ra được đúng không bà? Đúng. Dạ, vâng. Con thấy căn phòng cũng hơi bị bí bách một chút nên là chắc là mình mở cửa ra thì mình cũng thoáng hơn một chút hả bà? Đỡ một chút, còn dạ. Hãy đóng cửa nó bít bù thì nó không dạ, có thể nào chịu nổi. Nóng thì hai bà cháu đi ra đằng trước. Ngồi chút xíu, chứ nóng quá sao chịu nổi. Dạ. Nóng lắm. Đây này, đắp khăn toàn khăn ướt không đây nè, đây hai cái khăn ướt nè. Đó, đắp hai cái khăn ướt như vậy. Đó, giờ còn ý nè, đắp hai khăn ướt vậy nè. Đó là một đêm nay là như vậy nè, đó, đắp khăn ướt vậy không đó. Cho nó là khăn ướt không. Vào những ngày mưa thì liệu nó có bị ảnh hưởng, bị dột gì không hả bà? Trên lòng nó dột rồi nó chảy ngay xuống, có bữa thứng cả thao luôn. Dạ. Mưa là không thể nào ngủ được. Đó, nó dọc ở trên cái tấm đơ này nè đó, rồi bây giờ kia của chú đó dán dùm cái này, nó chảy ngay xuống luôn hết trơn. Vậy nếu những ngày mưa thì bà với em sẽ ngủ ở đâu hả bà? Bà với em thì thí dụ đứng cho qua mưa rồi thì ngủ. Con thấy ở trong phòng trọ của mình thì có một chiếc nồi cơm đúng không bà? Vậy mình nấu ăn
trong phòng trọ này luôn ạ? Hay là mình nấu ăn ở đâu ạ bà? Thì nấu ở đây luôn vậy đó. Ăn gì thì bắt nước lên dù cũng cái nồi cơm điện đó. Dạ, bà nấu phải cố nấu tất cả mọi thứ bằng một chiếc nồi cơm điện này hả bà? Một chiếc nồi cơm điện đó thôi chứ giờ bà biết làm sao vậy? Căn phòng trọ này thì bà thuê bao nhiêu ạ? Hoặc là bà có được ai hỗ trợ chi phí thuê trọ không ạ? Không, bởi vì cái thuê nhà trọ đó là 2 triệu một tháng. Thí dụ nó mần được 4 triệu thì còn được 2 triệu. Rồi ăn uống vô đó thì cũng vậy thôi, đổ vậy thôi chứ không có được tiền trong mình. Con thấy như các bé khác chạy thận thì có bố hoặc mẹ theo, thì con thấy bé Trân lại có bà đi theo. Thì bà cho con hỏi là không biết là bố mẹ của Trân là chắc là ở quê để... Mẹ với Trân thì bỏ hồi bé Trân mới 3 tuổi. Rồi em nó thì được 8 tháng, còn con chị được 6 tuổi. Thì bà đi rất là bán xôi á, bà nuôi mấy đứa cháu. Rồi từ hồi bé Trân nhập viện thì phải lên nuôi bé Trân cho nên bỏ cuộc không có bán xôi. Thì bây giờ nó tắt cái mạch máu này rồi, bây giờ cái tay này không còn được ghim kim chạy nữa. Rồi mấy đời là gắn cái mạch trên này, đó trên này cũng thẹo nè. Gắn trên này rồi chạy nó mệt quá đi, nó sụt đổ huyết áp, rồi chỉ còn có 8 thôi. Rồi tưởng đâu đứt bóng rồi, nhưng mà rút ra là không có chạy mạch trên được. Rồi cái chạy này cái nó nói thôi giờ chú Vũ ơi, giờ mổ 4 lần rồi làm sao con chạy được đây. Cái chú Vũ nó cho gắn cận hầm, nó ngồi nó khóc riết. Nó khóc rồi nó nói trời ơi giờ gắn cận hầm là con không có sống được rồi. Cái đầu cái rồi mổ tay gắn, bác sĩ gắn nông cho nó được kéo mạch lên đó, rồi chạy được 3 tháng này là cái tay bên đó. Còn cái tay này bây giờ là không có chạy được nữa, ghim vô nó không có rút máu được, không có máu nào, nó tắt luôn. Bé cũng chịu đau đớn trong 6 năm rồi. Khoảng thời gian con thấy là quá dài. Đau đớn dữ lắm, rồi cái chích thuốc á, mà nó sốt á, cái chích thuốc cái bắt đầu nó phù hết chân mình. Rồi chảy nước, rồi cái phải đi da liễu mà đắp mấy cái lỗ lại. Nó chịu trận dữ lắm. Em rất mạnh mẽ. Và con thấy bà, thực sự là con rất là khâm phục bà, động lực của bà để vượt qua. Mẹ bà cho con hỏi là chi phí, cái phần viện phí ấy, là mình có được hỗ trợ hoặc là bảo hiểm chi trả không ạ? Thì nó bảo hiểm hết trơn là bảo hiểm 100% đó. Nhưng mà thuốc á là không có đủ, mình phải mua huyết áp ở ngoài tiêm. Nó thuốc gì nè, nó lãnh một lần nè, nó đâu phải ít. Rất nhiều loại thuốc mà em phải uống không? Dạ, nhiều lắm. Vậy con muốn hỏi một câu là có khi nào mà bà với em mà đến trong người gần như là không có đồng tiền nào, và bà và em làm thế nào để vượt qua những ngày như vậy ạ? Tức là mình không còn tiền để mình mua đồ ăn nữa. Không còn tiền thì gán đi vô trong đặng mấy người ta từ thiện người ta cho đó. Thì gán đặng đợi xách hai hộp cơm về hai bà cháu ăn. Vậy thôi. Thì gán thì em kêu gán có cơm là được. Buồn lắm là gán, uống gạo. Lớn tuổi không có đi mần được, không biết làm sao. Nói không về dưới để nội đi gán bán xôi. Bán xôi sao mọi đồ bưng nổi mà nội đi bán. Mới về dưới rồi phải về người lớn thì phải đóng tiền. Tiền đâu đóng. Còn cách đó nó gầu quá, biết bao nhiêu gầu mà nói. Ở trên này thì người ta miễn phí cho mình hết rồi, còn ở về dưới ai mà miễn phí cho mình. Không, bà con không biết nói nào. Bây giờ chỉ biết động viên bà là cố gắng. Bởi vì đằng trước bà là còn bé Trân nữa. Từ đó để nuôi 5-6 đứa con. Rồi giờ tới bàn cháu nữa. Bà chưa được cái giờ phút nào mà bà gánh gọi bà đi sẽ đầu tới đâu hết trơn. Bà chỉ là biết là đi ra đi vô nên nuôi bệnh thôi, chứ bà chưa biết là đi chơi ở đâu được đâu hết trơn. Con tin là bà sẽ không phải là đơn độc một mình trên cái hành trình này, mà chắc chắn là sẽ có bọn con và thêm nhiều nhà thiện nguyện, nhiều nhà hảo tâm nữa và đến giúp đỡ gia đình mình. Thì bà hãy có động lực để bà hãy tiếp tục với em trên cái con đường chống chọi bệnh tật bà nhé. Bé Trân ơi, em có mong ước gì cho bản thân mình cũng như là cho bà không? Dạ, em mất được hết bệnh để kiếm tiền nuôi bà nội. Nhiều khi nó mệt quá nên giờ em biết con có sống thì con nuôi bà nội được hay không, hay là con đi trước bà nội chỉ bao nhiêu đó thôi á, mà bà nội chịu không nổi luôn. Em có ước mơ làm công việc gì?
Dạ bác sĩ. Bác sĩ. Dạ em ước được làm bác sĩ để cứu những người bệnh thận giống em. Bé Trân thật sự vẫn rất mạnh mẽ. Và bé giống như là một chiến binh, luôn chiến đấu hết mình với cả bệnh tật của mình. Mặc dù là trên cánh tay vẫn còn hằn lên những cái dấu vết của cuộc chiến chạy thận. Sau khi rời khỏi phòng trọ thì trong lòng em cũng đặt nặng khá nhiều vấn đề. Và em nghĩ rằng là không biết liệu sau này bà của bé Trân có còn đủ sức khỏe, đủ tinh thần hay là đủ về tài chính để tiếp tục cuộc hành trình đầy gian nan này hay không. Tuy nhiên thì em nghĩ rằng là em và các bạn cũng như là mọi người đều luôn luôn sẽ theo dõi và ủng hộ cho bà. Bên cạnh bé Trân thì không chỉ có mỗi bà nội mà còn có những mạnh thường quân, những nhà thiện nguyện, những người sẵn sàng giúp đỡ các bé và cùng đau một nỗi đau, cùng khóc cùng cười với bé Trân. Hôm nay thì con với Thảo đến đây là bọn con cũng muốn, ngoài cái việc chia sẻ với bà và em thì bọn con cũng muốn đóng góp một chút cái để bà và em có thêm động lực, cũng như thêm một chút chi phí để tiếp tục cái con đường chữa bệnh của mình. Dạ con gửi bà. Dạ, con cũng có một chút để tiếp thêm cái sức mạnh cho em cũng như là bà đau thương như hai con cho bà. Bà mừng hết lớn luôn. Cái nào mà nói ngoài cái sự đóng góp của mình, bọn con cũng muốn có một cái món quà tinh thần là một cái bữa cơm cho hai bà cháu. Thì bọn con có thể nấu luôn ngay bây giờ được không ạ? Dạ, không có cái gì nấu em. Điều kiện ở đây thì cũng khá là thiếu thốn. Bà của Trân cũng không có quá nhiều cái nồi niêu, nên là bọn mình cũng phải đi mượn một chiếc bếp ga và một chiếc nồi của nhà hàng xóm để có thể nấu cái bữa cơm ngày hôm nay. Nãy thì cũng đang trò chuyện tâm sự thì bé Trân và bà đã đến giờ phải đi chạy thận, nên là tụi mình cũng tranh thủ là chuẩn bị cơm luôn để khi mà hai bà cháu chạy thận về là đã có sẵn một mâm cơm đầy đủ và nóng hổi cho hai bà cháu. Mong mà bà là bé Trân sẽ vui với một bất ngờ nho nhỏ của tụi mình. Con biết là em bị bệnh như thế này thì khẩu phần ăn của em cũng hơi khác một chút, đó là mình không ăn những món quá có vị quá đậm, nên là hôm nay bọn con có nấu một bữa ăn nho nhỏ, đó là món bánh trắng và thịt luộc, và chúng con cũng có nấu một bát canh rau dền, mong mời bà với em dùng bữa. Dạ. Bà chưa được dùng cái món đó đó, cái nói này dạ. Bà chưa khi nào mà ăn được cái món mà nó gao mà gói hay là dạ. Này, không có. Đây. Em nhá, em đi. Bà thấy ngon không bà? Nhiều. Bà ăn phải ăn thật nhiều rồi nhá. Sau chuyến thăm hỏi các bệnh nhi và gia đình tại bệnh viện cũng như khu nhà trọ, khi đã lắng nghe, đã thấu hiểu được những câu chuyện, những hoàn cảnh ngặt nghèo của các bệnh nhi chạy thận, thì giờ đây bốn thí sinh Hương Anh, Hà Thu, Đào Hiền và Minh Thảo đã có chung một mục tiêu, chung một hành trình, làm thế nào để mang đến sự sẻ chia, tình yêu thương và niềm vui cho các em bệnh nhi ở nơi đây. Các thí sinh đang họp bàn cùng nhau để lên những ý tưởng, kế hoạch cụ thể cho Ngày hội tuổi thơ, một chương trình đặc biệt dành riêng cho các bệnh nhi chạy thận. Ban đầu mọi thứ chỉ là một gian phòng trống, đơn sơ. Thế nhưng chẳng mấy chốc, với sự nhiệt tình, tận tâm, chu đáo và tỉ mỉ từ bốn cô gái, không gian căn phòng dần dần đã được điểm tô thêm nhiều màu sắc tươi sáng. Các thí sinh đang cố gắng từng chút một để cùng nhau tạo nên một món quà tinh thần đặc biệt dành cho các em bệnh nhi chạy thận. Ngày hôm nay, trong ánh mắt của các em sẽ không còn là bốn bức tường của căn phòng chạy thận, cũng không phải là những lần lọc máu với đầy thuốc men. Hôm nay sẽ là một ngày thật khác biệt. Ngày hội tuổi thơ. Mọi người thấy cái phong chụp hình này như thế nào ạ? Cái phong chụp hình này thì đã tự tay chuẩn bị lên ý tưởng để cho các bé có một cái nơi để chụp hình lưu niệm. Và ngoài ra thì em cũng chuẩn bị những cái bộ đồ để các bé có thể hóa thân thành những nhân vật mà các bé ước mơ, là công chúa, là Batman, là người nhện. Và tại vì như mọi người biết thì các bé hầu hết thời gian của các bé là ở trong bệnh viện và không có những tấm hình lưu niệm.
Và đợt này Hiền nghĩ là những tấm hình lưu niệm và đặc biệt là cùng với gia đình nữa thì nó sẽ rất là ý nghĩa. Và Hiền mong là các bé sẽ thích món quà này. Hiện tại thì đằng sau Hương Anh là 90 thùng sữa mà Hương Anh đã quyên góp. Các em ở đây thì rất khó ăn, thế nên là Hương Anh đã cân nhắc dùng và mua sữa ít đường cho các em. Và bên cạnh đó là 600kg gạo mà Hương Anh cũng đã quyên góp cho các em. Mong rằng các em và các mẹ có thể trang trải cuộc sống với chỗ gạo này mà Hương Anh đã dùng hết tình cảm và nhiệt huyết của mình để quyên góp cho mọi người. Trên tay em là một tấm thiệp vô cùng dễ thương và tấm thiệp này đã được em tự tay chọn. Tấm thiệp này không chỉ được gửi tới các bé mà còn tới những người vô cùng đặc biệt. Mọi người có thể thấy là em đã chuẩn bị những cái bộ đồ về hoạt hình hoặc là siêu nhân hoặc là bóng đá dành riêng cho các bé trai. Và ở quầy bên này thì em có chuẩn bị rất nhiều váy xinh để cho các bạn nữ. Thì em nghĩ là các bé gái sẽ rất thích những chiếc váy bồng bềnh, rồi họa tiết hoa và nhiều màu sắc. Như mọi người có thể thấy là rất nhiều màu, màu trắng, màu vàng, màu hồng. Đây ạ, mọi người có thể thấy. Em nghĩ là các bệnh nhi có thể là sẽ rất thích cái những chiếc váy này. Thì cũng là những cái tâm huyết của em và chương trình. Hy vọng là các em bé sẽ lại tiếp tục mạnh mẽ và vững vàng trên con đường chiến đấu với bệnh tật. Quang Giang chào đón toàn thể quý vị cũng như tất cả các bạn nhỏ mình đã đến với chương trình Ngày Hội Tuổi Thơ ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên cho phép Lego cũng như Đào Hiền xin gửi toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Và đây là dự án Tiếp Lửa Yêu Thương nằm trong khuôn khổ của phần thi Người Đẹp Nhân Ái. Và ý nghĩa của ngày hội ngày hôm nay là mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với những mảnh đời khó khăn và cũng như là tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các anh hùng nhỏ của chúng ta đang ngồi ở đây. Và sau đây sẽ là tiết mục văn nghệ đến từ Á hậu Phương Nhi. Có tay to lên. Phương Nhi cùng với lại là các bạn thí sinh của Miss World Nam 2023 thì cũng xin được gửi tặng cho các em nhỏ cũng như là các quý phụ huynh một bài hát ở trong phim hoạt hình Công Chúa. Đó chính là phim hoạt hình Nàng Tiên Cá. Có bạn nào biết phim Nàng Tiên Cá không? Giơ tay chị Nhi coi nào. Yeah! She got everything. I got kids and got small plenty. I got kids and got small plenty. À, chú Hoài kêu các bạn mình sờ cái bụng thì các bạn mình sờ cái bụng bạn cái bên nha, không phải sờ bụng mình đâu nha. Dỗ cái tay lên đi, xem ai. Dỗ tay lên các bạn. Mình là Happy Birthday, 30 giây làm cho chị sợ luôn nè. Happy Birthday. Trời đất ơi, mới có 2 giây vậy, rồi xuống đây đứng luôn. Happy Birthday. Hay quá, trời ơi, 24 giây quý vị ơi. Đó. Đây, làm theo chú Hoài nè, thấy không? Đây, tay còn lại đâu. Bịt miệng, bịt mũi nha. Rồi, chạy xuống dưới nhờ người thân thổi. Chạy xuống dưới nhờ người thân thổi. Rồi, nhờ cô thổi kìa. Cô ơi, thổi giúp con. Trời đất ơi, hay quá anh ơi. Trời ơi, anh thổi xong cái mặt anh đỏ chét luôn rồi. Hay quá chị ơi, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên.
người đó giờ mới nhận được lần đầu tiên bà mới được thấy niềm vui đó, chứ không có lần nào mà bà được như vậy hết trơn á. Không còn cái mà mừng rơi nước mắt luôn á. Mấy chân mừng dữ lắm, mấy chân đó bà nội, con mừng quá trời mừng bà nội. Dạ hôm nay con thấy rất là vui vì được chơi trò chơi và nhận quà. Dạ con nhận được gấu bông với lại cái gì đó quỳnh, cái trứng được chơi. Ở đây có nhiều người bạn bè hơn với lại không phải chạy thật. À, hôm nay em rất là vui và rất là hạnh phúc khi chương trình này đã tạo cho các bé một cái sự rất là bất ngờ, và khi mà các bé trong cái sự đau đớn thì để giảm bớt cái nỗi đau ngày hôm nay. Dạ buổi tiệc hôm nay phụ huynh cũng vui, các bé cũng vui. Dạ bữa nay con vui lắm, chơi và được nhiều đồ. Hồi nãy con tham gia trò chơi của chú Hề, con thấy vui lắm, con thích lắm. Dạ bình thường cũng không có vui vẻ, ra rất vui, cháu rất mừng. Trước đến giờ hai mẹ con chưa có một tấm hình nào chung để mà hoàn hảo hai mẹ con. Hôm nay rất vui, cảm ơn mấy cô, mấy chú, các mạnh thường quân đã hỗ trợ hai mẹ con. Tấm hình này rất là có ý nghĩa trong ngày hôm nay của bé đến đây vui chơi. Các cô chú đã tổ chức cuộc vui chơi cho bé, em cảm ơn. Dạ con thấy tấm hình này rất đẹp và có ý nghĩa. Của một đồng công một tấc. Hôm nay thì em cảm thấy rất là vui bởi vì em đã có một ngày rất là ý nghĩa, được làm những việc rất là ý nghĩa cho các hoàn cảnh có khó khăn trong cuộc sống. Và tuy là nói nhiều thì không phải nhiều, nhưng mà em đã làm hết sức mình trong cái khả năng và trong cái thời gian của mình. Hôm nay là lần đầu tiên mà em được thực hiện một dự án nhân ái có quy mô, và em thực sự rất là vui và bất ngờ bởi vì ban đầu thì em rất là lo lắng rằng là các bé sẽ mệt. Tuy nhiên thì em thực sự cảm thấy rất là vui bởi vì là các bé đã hưởng ứng theo những trò chơi của tụi em. Đây cũng là lần đầu tiên mà em có cơ hội được gặp gỡ và được giúp đỡ cho các em. Em cũng rất cảm ơn công ty Sen Vàng và cuộc thi Miss World Việt Nam 2023 đã cho em một cái cơ hội này, cơ hội mà cái việc mà em cũng muốn được thực hiện từ lâu, tuy nhiên là mình vẫn chưa đủ khả năng. Điều mà em luôn nhớ mãi vào ngày hôm nay đó chính là nụ cười của các bé. Nụ cười tuy rất tươi và rất ngây thơ, nhưng mà em có thể thấy là đằng sau là đầy những sự nghị lực, sự cố gắng của các bé sau những buổi trị liệu vô cùng là mệt mỏi. Các bé vô cùng hào hứng khi được hóa trang thành những nàng công chúa cũng như là siêu anh hùng. Có một bé là em tự tay mặc cho bộ trang phục của công chúa ngủ trong rừng, và bé rất là tự tin pose, tạo những cái dáng mà người mẫu này hay là các cô công chúa. Có lúc bọn em phải hỏi là xem các em có quá mệt hay không, có ai muốn về sớm, muốn nghỉ ngơi không. Thế nhưng mà các em là không có một ai là muốn bảo là mệt, mà ai cũng giơ tay để tham gia trò chơi tiếp, thì em cảm thấy vô cùng xúc động. Trong chương trình ngày hôm nay thì em cũng khá là may mắn khi có cơ hội gặp được chị Mai. Chị cũng là một nhân vật quen thuộc trong khoa thận của Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong suốt 10 năm vừa qua. Và chị thì đã hỗ trợ không chỉ về vật chất mà còn tinh thần cho rất nhiều bệnh nhân nhí ở đấy. Khi mà ai đó liên hệ với mình để kết nối, để làm hoạt động cho các con, thì mình luôn sẵn sàng kết nối và hỗ trợ hết mức có thể. Thật sự hôm nay là nhìn thấy khi mình tham gia chương trình của bên công ty Sen Vàng với mấy bạn thí sinh tổ chức, nhìn mấy bé vui, thật sự là lâu lắm rồi mấy con mới được một cái hoạt động ở ngoài mà vui như thế này. Thì mình nhìn thấy mấy bé vui chơi mà không biết mệt, mình cũng thấy mình rất là mừng, mình cảm thấy mình xúc động, mình muốn khóc. Em nghĩ là em không bao giờ có thể quyên góp đủ, nhưng mà em sẽ quyên góp hết sức mình
để có thể giúp những mảnh đời ngoài kia đang cần em cũng như là tiếng nói của em. Em luôn tâm niệm rằng mình sống trên đời thì mình không thể sống vì chỉ vì bản thân mình được, mình phải sống vì mọi người. Em tin rằng cái lòng nhân ái nó chỉ có giá trị khi mà nó có tính cộng đồng và có sức lan tỏa. Ước mơ lớn nhất của em sau ngày hôm nay đó chính là làm sao có thể ghép thận được cho tất cả các em nhỏ ở bệnh viện. Em sẽ lấy kinh phí từ các giải thưởng, học bổng mà em đã đạt được để trước mắt dành tặng lại sự sống cho một em nhỏ. Em đã đăng ký hỗ trợ 100% chi phí cho một ca ghép thận và đã được phòng công tác xã hội của bệnh viện ghi nhận. Khi tìm được một quả thận phù hợp, bệnh viện sẽ liên hệ lại để em hoàn tất các thủ tục hỗ trợ chi phí ca phẫu thuật ghép thận. Chị sẽ tiếp nhận trường hợp của em và gia đình là muốn hỗ trợ cho một bệnh nhân ghép thận có hoàn cảnh khó khăn. Khi nào mà có thì chị sẽ thông báo cho em để em có thể đến bệnh viện mình tìm hiểu cái ca bé cần hỗ trợ để mình hỗ trợ cho bé với gia đình. Của Người Đẹp Nhân Ái Miss World Việt Nam 2023, dự án mang tên Nữ Chiến Binh Hồng. 4 thí sinh Hồng Thanh, Hoa Thương, Ý Nhi và Minh Kiên đến thăm mái ấm yêu thương dành cho bệnh nhân ca để lắng nghe câu chuyện đầy cảm động của những nữ bệnh nhân bị ung thư vú, từ đó lan tỏa tinh thần lạc quan, tiếp thêm sức mạnh cho các nữ chiến binh trên hành trình tìm lại một phần thanh xuân đã mất. Xin mời quý vị đón xem vào lúc 20 giờ thứ Bảy ngày 8 tháng 7 năm 2023 trên fanpage TikTok Miss World Việt Nam, YouTube Sen Vàng TV.